Kim Ngọc và Mimi một lần nữa xin chào đón quý vị đến với chương trình Khéo Tay Hay Làm. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chị Kim Ngọc sẽ hướng dẫn cho chúng ta một món rất là quen thuộc với người Việt Nam của chúng ta, đó là bánh khoai mì nướng. Mimi xin chào chị. Chào Mimi, cảm ơn Mimi đã giúp cho chị làm cái chương trình này ha. Bây giờ trước tiên quý vị là Kim Ngọc sẽ hướng dẫn cho quý vị làm cái món khoai mì nướng thì phải có khoai mì. Và Kim Ngọc làm một cách rất là nhanh là Kim Ngọc dùng cái khoai mì frozen. Coi như là quý vị ra ngoài chợ mua cái loại khoai mì và frozen người ta đã để sẵn trong frozen và bào sẵn hết rồi. Nhưng mà hiệu thì cũng không cần nhất thiết là phải cái hiệu này đâu. Tại vì với cái loại này của Philippines thì Kim Ngọc ăn thấy nó còn cái chất bã của khoai mì. Còn nếu như quý vị mua mà của Thái Lan hay của Việt Nam mình thì tương đối nó dẻo hơn, nó mịn hơn. Nhưng mà Kim Ngọc thì thích cái loại này. Còn quý vị nếu mà cảm thấy mà nơi chợ mà gần quý vị mà có loại nào thì quý vị mua 2 bịch để mà thử trước. Và trước tiên thì mình phải cắt nó ra, tại vì cái loại này frozen nếu quý vị muốn làm thì phải để ở ra ngoài để cho khi nó mềm nó chảy ra. Và khi mà nó mềm rồi thì chúng ta phải đổ ra cái rây hoặc là cái rổ nha, để cái nước của cái frozen á nó sẽ tan ra và nó chảy xuống, thì để cho cái bánh của mình nó sẽ không có bị nhão, cho nên mình phải có cái đồ để hứng. Tại vì cái này nó frozen cho nên có chất nước á, nó còn chất nước còn lại. Chợ Việt Nam mình nó có cái hiệu này không chị, hay là có chứ có... đây là chị mua chợ Việt Nam chứ. Tại em thì em thường mua cái hiệu của Thái Lan, em cái này hiệu này mới quá em chưa biết. Vậy hả, cái này của Philippines. Thì thường á là quý vị nếu mà ăn, chị nói rồi, nếu mà ăn á thì ví dụ Mimi mà thích á thì thử cái taste của nó. Có một loại thì khi mà mình nướng ra nó rất là mịn, nó không có cái hạt sợi sợi như vậy, nó vẫn còn cái chất bã nhiều hơn. Là cái này của Philippines thì nó có cái chất bã nhiều. Nó vẫn còn cái sợi của khoai mì nên Kim Ngọc thích hơn, chứ không phải là mình cái loại đúng hay loại sai đâu. Chị coi cái này chị. Và thì quý vị, Mimi thấy là thì bên đây thì mình quá là rất tiện hả chị. Bên Việt Nam thì mình phải là bào củ khoai mì ra, mà đây thì có sẵn thì dễ là rất là dễ làm. Dạ. Quý vị dùng cho Kim Ngọc là 2 bịch nha, 2 bịch khoai mì. Và bây giờ thì đó, quý vị thấy nó sẽ chảy nước và quý vị cứ để vậy thôi, không cần phải ấn gì hết nha. Rồi, và như vậy thì chúng ta sẽ trong khoai mì có thêm cái phần dừa. Cái dừa non này tùy theo quý vị thích mà thôi, chứ không phải nhất thiết phải có trong cái khoai mì. Có nhiều người họ thích ăn dừa non thì họ cho cả một bịch dừa non. Còn đối với Kim Ngọc thì Kim Ngọc thích cái loại dừa này, giống như là nó hơi già già, nhưng mà nó đã nhuyễn nhuyễn rồi chứ nó không còn theo sợi. Cho nên tùy theo cái dừa non mà quý vị thích để mà cho vô. Kim Ngọc thì thường cho ít thôi chứ không có nhiều. Đó, Kim Ngọc có cho khoảng chừng như vậy thôi à. Tại dừa thì do mình thích chứ không phải là do, chứ không phải là theo cái liều lượng, cho nên là cái này là cái mà extra. Dạ vâng. Thì cứ để như vậy ha. Rồi cái phần trong cái khoai mì thì khi quý vị phải làm trước để chi, để cho chảy nước. Sau đó là chúng ta sẽ tới cái thành phần trong cái khoai mì. Thì trong phần này thì sẽ có 2 quả trứng gà. Chúng ta đập ra một cái tô nha. Cái dừa mà chị Kim Ngọc vừa mới bỏ vô, thưa quý vị, thì cái này Mimi cũng có ăn qua rồi, thì nó chị Kim Ngọc nói thì nó cũng nó già, hơi già già thôi, nhưng mà nó rất là giòn hết trơn. Đúng rồi, dạ, đúng rồi. Nó làm cái vị của bánh khoai mì mình nó ngon hơn. Đúng rồi. Đó. Có nhiều người thì họ muốn giống như là Tết vừa rồi có cầu dừa đủ xài, nó còn dừa đó. Người ta nướng nước, người ta lấy nước nấu kho thịt và rồi người ta lấy dừa, ta thách nhỏ ra, ta cho vô đây cũng được, gọi là một cái món khoai mì dừa. Ok, và sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái đánh, chúng ta đánh cái trứng trước nha. Không cần đánh nổi bọt đâu, chỉ cần đánh cho tan mà thôi, đánh nhẹ nhàng cho tan. Sau đó chúng ta cho thêm, với cái loại nước dừa thì có 2 loại, một cái loại lớn và nhỏ, thì Kim Ngọc lấy cái là 400ml 14 oz. Nhưng mà nước dừa, cốt dừa này thì quý vị lấy loại nào cũng được cả, nhưng tại vì Kim Ngọc thích cái loại cái dừa này Kim Ngọc lấy thôi. Nhưng mà nếu quý vị cảm thấy nhà mình thích ăn cái loại dừa nào thì các bạn sử dụng. Và nếu muốn nhiều thì chúng ta dùng cái bình lớn, và muốn ít thì chúng ta dùng cái nhỏ. Với Kim Ngọc thì có lẽ là không thích béo lắm, cho nên Kim Ngọc lấy cái nhỏ. Và mình phải xóc lên nha quý vị, mình xóc lên để cho cái đặc cái khi mà mình ta trưng ngoài chợ đó thì thường nó không có được hòa với nhau, nên mình phải xóc lên. Và rồi mình sẽ đổ vô đây. Dạ, nếu Mimi cũng đồng ý, tại vì nếu mà mình bỏ nhiều nước cốt dừa quá, ăn nó quá béo thì nó lại ngán, nó lại không có ngon. Rồi, mình đổ vào trong cái trứng mà 2 quả trứng Ngọc mới đánh ha.
Và thưa quý vị, nếu quý vị có thắc mắc cái số lượng mà dừa chị Kim Ngọc mới vừa bỏ vô thì Mimi đứng đây thì Mimi thấy thì khoảng là có lẽ là 2 muỗng canh của dừa dừa mà chị Kim Ngọc đã bỏ vô trong hai cái gói bánh khoai mì này. Sau đó mình cho một chút xíu muối thôi nha, có khoảng chừng 1/2 cái muỗng cà phê hoặc là chút xíu thôi, tại vì thường cái muối mình phải cho vô để nó bảo hòa cái đường. Yeah. Sau đó thì bây giờ Kim Ngọc lại trong cái khoai mì này, Kim Ngọc không dùng đường mà dùng bằng sữa đặc. Cái sữa này thì quý vị dùng cho Kim Ngọc là nửa cái lon này nha. Nửa cái lon sữa đặc này thì cái sữa đặc này loại nào cũng được, chứ không phải nhất thiết phải loại này, loại thỏ hay loại con chim én hay là kép gì đó. Quý vị vẫn có thể dùng mà chỉ dùng phân nửa thôi. Và nếu như quý vị mà muốn ăn ngọt thì chúng ta có thể cho cả cống, hoặc là chúng ta chỉ cho ít sữa và cho thêm đường cát nếu quý vị muốn. Nhưng bởi vì Kim Ngọc không thích ăn đường cát cho nên Kim Ngọc lại làm sữa đặc này. Đó. Cho nên là cái ngọt là do mình. Dạ, cho do mình thôi chứ không phải là tại vì Kim Ngọc thích ăn cái vừa vừa thôi, cho nên Kim Ngọc sẽ hướng dẫn cho quý vị làm theo kiểu như vậy. Nửa cái cống này nha. Rồi, chúng ta sẽ có cái phần trứng nè, một lon dừa nè, nửa lon sữa nè, ít muối nè. Đó. Và một cái phần nữa là cái vị béo của cái dừa. Nếu như chúng ta thích có bơ thì chúng ta lấy dùng cho Kim Ngọc là nửa cây bơ, và phải để trong microwave cho 30 second để cho nó tan ra. Chúng ta chỉ dùng nửa cây bơ mà thôi. Với cái bơ này thì chúng ta thích loại nào cũng được. Yeah. Hoặc là quý vị không cần cho bơ cũng được, nhưng mà nếu chúng ta muốn có vị thơm hơn thì chúng ta cho bơ vô, và nếu chúng ta kiêng bơ thì không cho. Kim Ngọc dễ lắm nè, dạ tùy ý quý vị, mà nếu mà cho vô thì cho nửa cây và phải để trong microwave. Dạ. Và thưa quý vị, một cái điều Mimi muốn chia sẻ là bơ này là khi mà mình đi mua nó có hai loại, có lẽ một cái loại nó có muối mà một yeah. loại không có muối phải không yeah. chị? Nếu mà mình lấy cái loại có muối thì mình sẽ cho ít muối ngoài đi. Yeah. Và có yeah. thể không cho muối cũng không sao, nhưng mà mình cho chút xíu. Và sau đó là một cái bịch vanilla nha. Rồi, xong chúng ta sẽ cho cái khoai mì mà nó đã chảy nước ra đây ha. Chúng ta trộn vô. Mimi rất là thích làm các món bánh ngọt như thế này, tại vì bánh ngọt thì mình có công thức sẵn rồi, mình làm sao nó ra như vậy. Còn nấu ăn rồi. Thì nếu mà mình nếu mà mình làm sai thì bánh nó lại không ra, còn nấu ăn nếu mà mình làm sai thì mình có thể thêm vô bớt ra được hả chị? Dạ vâng. Rồi sau đó ha, mình sẽ chỉ đánh lên, nhưng mà nếu như vậy thì cũng có thể nhiều người đã xong và có thể bỏ vô trong cái tray mà giống như là chúng ta sẽ cho chút xíu dầu ha, để mà chúng ta đổ vô. Nhưng mà Kim Ngọc muốn cho quý vị có thêm một cái vị dai, cho nên chúng ta cho thêm một cái muỗng bột năng ha. Tại vì đối với Kim Ngọc thì cho thêm một cái muỗng bột năng này thì chúng ta dùng khoảng chừng là 1 tablespoon ha, mà 15ml chúng ta cho một muỗng. Và nếu như quý vị muốn có ăn có độ dai dai thì có thể cho 2 muỗng cũng không sao, nhưng Kim Ngọc chỉ cho có 1 muỗng thôi ha. Tại vì Kim Ngọc muốn có độ dai của cái bánh, và chúng ta chỉ đánh cho nó hòa tan lại tất cả. Và cái lò thì chúng ta bật dùng cho Kim Ngọc là 450 độ trước tiên, sau đó để cho cái độ nóng trong cái lò khoảng chừng 10 phút thì quý vị mới hẳn cho cái khoai mì này vô nướng. Tại vì nếu chúng ta mà để khoai mì vô mà khi mà chúng ta chưa bật bếp lên á, nó lạnh thì làm cho bánh mì bánh khoai mì nướng của chúng ta sẽ bị chai và nó khô đi, nó không còn cái độ juicy của cái khoai mì. Cho nên khi mà chúng ta đánh đều lên rồi đó, và cái quan trọng là cái tray này thì chúng ta cũng phải cho chút xíu dầu nha quý vị, tại vì khi mình nướng ra thì nó sẽ bị dính á, cho nên chúng ta cho chút xíu ha, và chúng ta tán nó lên, tán đều qua các góc. Chúng ta có thể dùng những cái tray bằng nhôm. Tray bằng nhôm, tại Kim Ngọc dùng thủy tinh để cho quý vị thấy cho rõ hơn. Và chúng ta chỉ cần đổ qua mà thôi. Đó, chúng ta đổ vô trong đây và chúng ta chỉ còn nướng. Giống như Kim Ngọc đã nướng xong cái bánh khoai mì như thế này. Với hai bịch này sẽ ra được đến khoảng 8 inch. Và bây giờ xin cho Mimi và Kim Ngọc trang trí cái dĩa khoai mì nướng. Sau vòng 35 phút, quý vị sẽ có một cái khoai mì nướng của hai cái bịch này. Nhưng mà nếu như trong cái lò của quý vị mà nóng hơn á, thì chúng ta chỉ cần 30 phút chúng ta sẽ coi lại và thử bằng cái cây tăm que. Chúng ta thử bằng cách ở giữa chúng ta nhấn vô ha. Chúng ta rút ra, nếu như cái bột á, mà nó dính theo cái cây tăm, có nghĩa là chưa chín, chúng ta để thêm 5 phút nữa. Và nếu như mà chúng ta từ 30 phút chúng ta phải canh, tại vì với cái lò nhà Kim Ngọc thì 35 phút, nhưng lò nhà người bạn của Kim Ngọc đến 40 phút. Cho nên tùy theo quý vị nha. Đó, chúng ta chỉ cần châm một lần nữa, chúng ta châm ở giữa nha, tại vì bên góc nó sẽ cháy nhưng mà bên giữa thì nó dày hơn. Yeah. Cho nên chúng ta phải châm ở giữa và rút ra, nếu mà coi như là nó cái trong, nó khô như vậy thì có nghĩa là chúng ta đã có cái bánh chín. Vậy thôi, chỉ là bật lò 450 độ
và bật trước 10 phút, sau đó chúng ta cho bánh vô để mà nướng. Sau vòng 35 phút chúng ta đã có một cái bánh. Và bây giờ Kim Ngọc cũng giống như Mimi đã hoàn thành xong về cái dĩa khoai mì nướng. Bây giờ thì mời Mimi thử coi chị nấu như thế nào nha. Dạ. Rất là mềm và béo và có mùi thực sự nhiều, rất là ngon thưa quý vị. Kim Ngọc và Mimi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Khéo Tay Hay Làm kỳ sau. Xin chào quý vị.